Thưa quý vị và các bạn, sau khi có đến 3 ca nhiễm COVID-19 là lái xe từ Bà Rịa Vũng Tàu ra, UBND thành phố Hải Phòng hỏa tốc yêu cầu phân loại xe chở hàng hóa theo 3 nhóm nguy cơ bằng cách dán logo. Tuy nhiên, việc này lại khiến cho quốc lộ 5 dẫn vào Hải Phòng ùn tắc kéo dài, có thời điểm tắc tới 50 km. Theo đó, nhiều lái xe container phản ánh đã mắc kẹt lại quốc lộ 5 từ sáng, tới chiều nay thì vẫn chưa thể vào được Hải Phòng để trả hàng tại cảng. Nguyên nhân là do tình trạng kiểm soát gắt gao nhiều tầng lớp. Trước đó, Hải Phòng yêu cầu các phương tiện phải dán logo theo mức nguy cơ. Nhóm nguy cơ cao là các phương tiện đi từ tỉnh Nghệ An trở vào các tỉnh phía Nam mang logo màu đỏ. Nhóm nguy cơ là từ tỉnh Thanh Hóa trở ra các tỉnh phía Bắc về Hải Phòng mang logo màu vàng. Và nhóm nguy cơ thấp là chỉ hoạt động trong địa bàn Hải Phòng mang logo màu xanh. Tất cả các phương tiện thuộc nhóm nguy cơ cao phải dừng để kiểm tra kết quả xét nghiệm PCR có giá trị trong vòng 3 ngày từ thời điểm xét nghiệm, thực hiện khai báo y tế, làm xét nghiệm test nhanh đối với các trường hợp chưa làm xét nghiệm. Việc dừng xe kiểm tra từng người trên xe khiến ùn tắc kéo dài. Lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hải Dương cho biết đoạn qua tỉnh Hải Dương tắc nghẽn nhiều ngày nay, có lúc phương tiện kéo dài hàng chục km. Đến hôm nay, tình trạng vẫn chưa được cải thiện. Trước thực trạng này, thì Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu Hải Phòng phải phân lập luồng xanh của địa phương, cấp mã QR code nhận diện phương tiện hàng hóa để tạo mọi điều kiện thuận tiện, nhanh chóng nhất cho lái xe. Ngoài ra, phải tổ chức các điểm dừng nghỉ kết hợp với hỗ trợ xét nghiệm COVID-19 cho các lái xe di chuyển trên lộ trình dài. Có như vậy thì mới giảm áp lực tại các chốt kiểm soát. Trong khi đó, đêm qua và sáng nay tại cửa ngõ phía Nam thành phố Hà Nội cũng xảy ra tình trạng ùn tắc tương tự tại cao tốc Pháp Vân - Cầu Rẽ. Lượng phương tiện vào Hà Nội phải dừng lại khai báo y tế, kiểm tra giấy tờ rất đông, dẫn đến tình trạng ùn ứ trước khu vực trạm thu phí.